Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thì thưa quý vị và các bạn, là hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video để quý vị và các bạn có thể làm thay đổi cái vườn hoa hồng của mình từ xấu cho đến đẹp trong vòng khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày sau các bạn nhé. Tuy nhiên, nói như vậy nhưng chúng ta chỉ áp dụng được với những cái cây hoa hồng của các bạn đang kém phát triển hoặc là không có bệnh tật, chứ không thể áp dụng cho những cây hoa hồng của các bạn đang bị bệnh tật, bị úng nước, bị sót phân hay là bị nấm bệnh các bạn nhé. Đó là cái mà Vinh Gà chia sẻ ngày hôm nay. Thì thưa các bạn, là ở ngoài miền Bắc, là trên diện rộng ở ngoài miền Bắc thì bắt đầu từ ngày hôm qua thì đã có hiệu ứng mưa từ ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cơn bão. Đồng thời như ở chỗ Vinh Gà thì bắt đầu sáng nay đã có một cơn mưa các bạn nhé. Và cái điều quan trọng nhất trong cái thời điểm này đó là cái thời tiết, dù là trời vẫn nắng như ở chỗ Vinh Gà, là Vinh Gà chờ mãi bây giờ trời nó mới hết nắng thì mới chia sẻ cái video được cho quý vị và các bạn. Thì là để nói là gì, cái thời tiết dù nắng như vậy nhưng nó mát hơn so với những cái thời điểm bình thường trước rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên đây là một cái thời điểm để giúp các bạn cải thiện cái vườn hoa hồng, cây hoa hồng của quý vị và các bạn trong cái đợt này và suốt từ miền Bắc vào trong đến miền Nam. Thì ở trong miền Nam thì thời gian vừa rồi cũng đã có rất nhiều những cơn mưa rồi, cho nên là cái điều kiện nó cũng đã đỡ hơn ở ngoài miền Bắc. Nhưng ngoài miền Bắc thì trông đợi cái đợt mưa này rất là nhiều để cho cây trồng từ các cái dòng cây nông nghiệp hay là cây vườn nó phát triển. Thì trong đó có những người chơi hoa hồng của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp như thế nào, Vinh Gà sẽ chia sẻ ngay bây giờ để cho quý vị và các bạn có thể nắm bắt được nó và làm ngay trong cái thời điểm này. Thì quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Mà nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thưa các bạn, là khi gặp cái điều kiện thời tiết nó mát trời như vậy đúng không ạ, thì sẽ giúp cho cái cây hoa hồng của chúng ta nó được thư thái trong một cái khoảng thời gian, đúng không ạ, nó thư thái trong một cái khoảng thời gian. Nó làm cho cái cây của chúng ta, cái bộ rễ của chúng ta, cái bộ lá của chúng ta suốt những ngày tháng vừa rồi nó bị nóng, bị không phát triển được, không hút được dinh dưỡng, hoặc là nó bị tiêu hao cái nguồn dinh dưỡng năng lượng cho cái thời tiết, thì bây giờ nó sẽ hồi phục. Đồng thời với cái hồi phục đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái biện pháp từ bên ngoài giúp cho cái cây hoa hồng của chúng ta nó phát triển, đúng không ạ? Ở đây Vinh Gà đã làm một số, đúng không ạ? Chúng ta Vinh Gà đã làm một số với một số cái cây thì là nó đang bắt đầu đi vào cái hướng theo như Vinh Gà đã làm. Thì ở trong những cái video trước thì Vinh Gà đã chia sẻ với các bạn là bón cái bã đậu này. Các bạn thấy Vinh Gà bón cái bã đậu đây không ạ? Đây là cái bã đậu Vinh Gà bón này các bạn này. Thì đây các bạn. Đó. Và một thời gian nữa Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy cái sự thần kỳ của cái việc làm ngày hôm nay Vinh Gà nói với các bạn nhé. Đây là những cái cây. Tuy nhiên các bạn thấy không ạ? Cái lá, cái mầm nó có ra. Đúng. Đây ạ. Nhưng nếu mà nó phải ra được mầm như mầm cành như những cái mầm như thế này thì nó mới gọi là mầm đẹp được các bạn nhé. Còn những cái cây, những cái mầm mà nó ra như thế này vẫn chưa gọi là đẹp này các bạn này. Đó. Nó phải ra được những cái mầm đẹp. Và các bạn thấy là khi cái vườn của Vinh Gà xử lý lại thì các bạn nhìn là cái màu lá của nó đã khác so với cách đây 2 tuần khi Vinh Gà nói. Vậy thì bây giờ đến cái thời điểm này chúng ta tiếp tục làm cái gì, bón cái gì, chăm cái gì để cho cái cây hoa hồng của chúng ta nó phát triển. Đấy các bạn nhé. Các bạn đã xem thế thì bây giờ Vinh Gà sẽ vào vấn đề chính để chia sẻ với các bạn. Ở đây Vinh Gà sẽ đặt cái máy gần lại đây cho các bạn xem đây. Như những cây này thì tất cả những cây hoa hồng vào cái mùa nắng như thế này thì các bạn biết rồi, nó sẽ là rất là, nó bị nắng, nó nung suốt cả một khoảng thời gian này, nó sẽ rất là kém phát triển và cái bộ rễ của nó đang chờ đợi một cái khoảng thời gian mát rời như thế này. Thì chúng ta cũng áp dụng cho cái cây, chúng ta áp dụng cho cái cây là gì, khi có cái điều kiện mát như thế này chúng ta đón nó. Chúng ta đón là đón gì? Đón cho cái cây hoa hồng của chúng ta nó có một cái lượng dinh dưỡng dồi dào, bổ sung kịp thời và cấp tốc cho cái cây hoa hồng. Vậy thì là chúng ta bón những cái gì vào đây?
như những thời điểm trời mưa như thế này thì các bạn không thể nào mà tưới các cái dòng GE, chuối đậu các thứ được, không thể phun phân bón lá được đúng không ạ? Thì cái đầu tiên là nếu các bạn bón được kịp phân chuồng hoặc phân vi sinh hữu cơ các cái dòng phân khô ấy, thì các bạn bón gấp cho cây hoa hồng trong những cái thời điểm này. Nếu như trong vòng 15 ngày trở lại đây các bạn chưa bón thì bạn bón gấp cho cây hoa hồng thời điểm này. Và nếu như cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn bón ít, đúng không ạ? Nếu như cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn bón ít thì các bạn bón nhiều thêm, đúng không ạ? Các bạn bón nhiều thêm, bón thêm một lần nữa cho cây hoa hồng. Và đồng thời các bạn sử dụng cái phân NPK. Các bạn thấy cho mình gà, các bạn nhìn này, đây là cái phân NPK xanh màu xanh các bạn nhé. Đây là phân NPK dòng bón thúc các bạn. Đó. Nó là cái phân NPK dòng bón thúc thì các bạn bón cho cây. Nhưng ở trong rất nhiều cái video Vinh Gà chia sẻ với các bạn là chúng ta tưới đúng không ạ? Bây giờ mưa chúng ta không tưới. Các bạn thấy không ạ? Là Vinh Gà rắc như thế này, nếu mà trời nắng thì là các bạn tưới, nhưng nếu trời mưa thì các bạn rắc phân như thế này cho Vinh Gà. Và đồng thời là ví dụ như đây, Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy là nếu như các bạn các bạn bón phân chuồng. Đây đúng không ạ? Vinh Gà bón phân gà cho cái cây. Những cái cây nào mà kịp bón thì các bạn bón phân gà cho cây. Nếu các bạn bón được đồng loạt cho cây một lứa phân gà như thế này, hoặc là phân bò, phân gà này, phân bò này, đấy, phân trâu, hoặc là phân hữu cơ vi sinh, phân trùng quế, nếu các bạn có, các bạn bón được một đợt cho cây như thế này, đúng không ạ? Để cho là gì, cái bộ rễ non của các bạn nó sẽ nhớm ra, nó ăn luôn cái dinh dưỡng này. Đồng thời cái NPK mà các bạn rắc á, đúng không ạ? Cái NPK mà Vinh Gà vừa rắc đây, nó có một cái lượng đạm này và lượng lân rất là tốt để nó kích. Vì cái phân vô cơ nó làm cho cái cây nó bốc cái cây rất là nhanh, thì nó sẽ thúc cái bộ rễ của các bạn trong vòng khoảng 3-4 ngày sau là nó bắt đầu nó tuôn cái rễ trắng ra rồi. Nó làm cho cái cây của các bạn nó tiếp xúc được với những cái dòng phân này, những cái dòng phân vi sinh hữu cơ hoặc phân chuồng này, một cách nhanh nhất, làm cho cây hoa hồng của bạn nó thay đổi cái cục diện và nó lên một lứa mà lá nó xanh trở lại. Đó là cái bí quyết mà Vinh Gà chia sẻ. Thì các bạn, đặc biệt là với những cái cây hoa hồng non, đúng không ạ? Với những cây hoa hồng non, những cây hoa hồng nhỏ mà các bạn sử dụng cái liệu pháp như Vinh Gà chia sẻ các bạn đây á, thì ở trên đây Vinh Gà đã làm cách đây ngày hôm qua rồi. Hôm nay Vinh Gà khi nó đổ mưa xuống thì đây các bạn nhìn này, đó, mầm của Vinh Gà đây. Đó. Đúng không ạ? Thì các bạn làm như vậy là nó sẽ làm cho cái cây hoa hồng của bạn nó sẽ thay đổi hoàn toàn từ cái mầm này, cái màu lá này, đúng không ạ? Từ cái mầm này, cái màu lá, các bạn nhìn cái màu lá của Vinh Gà quay sát vào đây là các bạn thấy nó xanh đen này, nó xanh đen chứ nó không phải là cái màu xanh nhờ nhờ. Đấy, nó nếu như nó màu xanh nhờ nhờ như thế này này, đây các bạn nhìn này, màu xanh nhờ nhờ như thế này là nó vẫn là lá yếu hoặc là cái lá non. Thế nhưng nếu nó chuyển sang màu xanh đậm như thế này, các bạn nhìn là màu xanh đậm như thế này, thì cái cây của bạn nó là cái cây khỏe. Vậy thì trong vòng một tuần này các bạn sẽ làm những cái phương pháp như Vinh Gà hướng dẫn như vậy để cho cái cây hoa hồng của các bạn nó chuyển cái màu lá sang. Đây các bạn nhìn, Vinh Gà quay nó thế thôi chứ các bạn nhìn lá là nó xanh chứ các bạn nhé. Nó xanh. Đây này, Vinh Gà quay xa ra này. Các bạn nhìn này. Đó, cái màu lá của nó xanh như vậy chứ nó không phải là chỉ là cái màu nhờ nhờ. Đấy. Đây là do Vinh Gà quay ở đây nó cái ngược của cái hướng mặt trời cho nên là cái màu lá nó như vậy. Vậy thì bây giờ Vinh Gà sẽ nói rõ ràng, đúc kết lại cho các bạn để các bạn xử lý các bạn nhé. Thưa các bạn là cái cách làm này, đúng không ạ? Cái cách làm này chúng ta chỉ áp dụng cấp tốc, tức là gì? Cấp tốc trong khi cái thời tiết tự nhiên nó đang nắng, nó dịu xuống, và chắc chắn cái thời tiết dịu này sau khi mưa, ở những nơi mưa nhiều còn được cả 10 ngày đến 12 ngày trời mát. Còn ở những cái chỗ mà ít mưa như ở chỗ Vinh Gà thì cũng phải được 7-8 ngày, đủ để cho cây nó thu thập được một lượng dinh dưỡng, đúng không ạ? Cho cái vườn hoa của bạn nó thu thập được một lượng dinh dưỡng đủ phục hồi cái bộ lá, bộ cành, hoặc là lên một lứa mầm mới cho cái cây hoa hồng của bạn. Đó là cái mà cái mà các bạn có thể nắm bắt. Đồng thời là trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà dịch ở các nơi rất là nhiều, cái hạn chế đi lại này, rồi là cái mà cái thời gian để các bạn có thể ở nhà nó cũng sẽ nhiều hơn. Còn cái thời gian để các bạn chăm hoa nó cũng sẽ nhiều hơn để các bạn chăm. Vậy thì đầu tiên, nếu bạn nào chưa bón phân chuồng vi sinh hữu cơ thì các bạn phải bón gấp phân chuồng, phân vi sinh hữu cơ ngay, đúng không ạ?
Cái điều thứ hai là trời mưa thì chúng ta rắc, khi nào trời đã đổ mưa xuống thì chúng ta rắc cái phân NPK này. Các bạn rắc cái phân NPK này lên. Cái lượng phân NPK này vào nó là phân vô cơ. Nó giúp cho cái cây, cái khi nước mưa nó xuống nó làm cho tan cái phân này từ từ. Nó không gây sót cho cái cây là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nó giúp cho cái cây của bạn nó có một cái lượng đạm ổn định, lượng lân ổn định trong cái phân này. Nó làm cho cái cây hồng của bạn nó phát triển tức thì, bộ rễ trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày sau là cái rễ trắng nó đâm đầu ra, là nó hút được cái dinh dưỡng từ cái phân NPK này. Và đồng thời nó sẽ hút được cái dinh dưỡng từ cái phân chuồng, phân vi sinh hữu cơ của các bạn. Trong vòng khoảng 5 đến 6 ngày sau là bắt đầu nó hút được những cái dinh dưỡng đó. Khi cái cây của bạn trong vòng 1 tuần sau, cái màu lá, cái mầm, cái cành nó sẽ khác. Đó là cái mà Vinh Gà muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Và các bạn làm càng sớm càng tốt. Nếu các bạn mà Vinh Gà biết là những người đã theo dõi Vinh Gà thì các bạn đã có rất nhiều bạn làm cái điều này từ trước rồi. Thì Vinh Gà cũng đã làm ngày hôm qua, ngày hôm kia rồi, cách đây khoảng 2-3 hôm rồi các bạn. Thế nhưng ở cái chỗ là gì? Ở chỗ Vinh Gà đến tận sáng này mới mưa. Đúng không ạ? Đến tận sáng này mới mưa thì bây giờ Vinh Gà mới lấy cái phân NPK này về để Vinh Gà rắc vào trong cái vườn hoa hồng cho nó phát triển. Đó là hai cái bước khác nhau các bạn nhé. Các bạn nhớ cho Vinh Gà là hai bước. Một bước là gì? Các bạn phải bón được phân chuồng. Các bạn phải bón được phân chuồng, phân vi sinh hữu cơ. Nếu các bạn chưa bón thì các bạn nhất định phải bón. Và cái điều thứ hai là gì? Các bạn rắc được phân NPK hoặc là phân NPK dòng bón thúc hoặc các cái dòng phân mà các bạn có, nhưng mà cái lượng đạm và lượng lân nó phải, các bạn đọc cái chỉ số hướng dẫn ở trên á, nó phải đạt. Thế còn trời mưa như thế này nhưng nó nắng nhiều như vậy, các bạn cũng không cần cái lượng kali nhiều, chỉ cần có kali là được các bạn nhé, không cần thiết phải nhiều. Vì là khi các bạn kích được cái bộ mầm, bộ lá nó lên đẹp, cái cây nó, bộ rễ nó tươm ra khỏe thì cái cây của bạn nó sẽ chuyển đổi rất là nhanh và nó sẽ lên mầm rất là đẹp. Đó là cái mà Vinh Gà muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Và các bạn có thể làm theo những hướng dẫn đó. Nếu còn có điều gì chưa hiểu, còn thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho Vinh Gà theo số điện thoại hoặc Zalo, Facebook của Vinh Gà ở phần giới thiệu video. Trên đây là một cái chút những cái kinh nghiệm của Vinh Gà chia sẻ đến quý vị và các bạn, cái cách mà để biến đổi cái vườn hồng của các bạn trong vòng 1 tuần đến 10 ngày sau nó sẽ thay đổi, nó sẽ đẹp trở lên. Nếu quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy hay và ý nghĩa, những cái điều mà Vinh Gà truyền tải đến quý vị mà nó hay và ý nghĩa thì mong quý vị và các bạn đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Vinh Gà xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc các bạn nhé.